Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nghe các bạn. Thì hôm nay mình nói về quy đồng mẫu số có mẫu số chung, là cái đề bài người ta kêu quy đồng mẫu số mà người ta cho mẫu số chung rồi. Ví dụ như bài A nè, 1/2, 2/3, 3/5, người ta cho mẫu số chung là 30. Thì thứ nhất các bạn phải biết phân số 1/2, đây gọi là phân số. Thì số ở trên người ta gọi là tử số, số ở dưới người ta gọi là mẫu số. Người ta có thể nói gọn là tử mẫu. Và nhớ mẫu phải khác số, số 0 nha các bạn. Được chưa? Rồi câu A, 1/2, 2/3, 3/5, người ta cho mẫu số chung là 30. Thì các bạn phải biết nè, phải giỏi về phép chia nha các bạn. Rồi bắt đầu quy đồng mẫu 1/2. Thì số 2 này so với số 30 còn thiếu bao nhiêu, thì các bạn lấy 30 chia 2, lấy mẫu số chung chia cho mẫu 2 bằng 10, 15. Vậy thiếu 15, ta nhân tử cho 15, nhân mẫu cho 10, 15. Vậy bằng 15/30. Tiếp tục như vậy, 2/3 bằng 2/3, thì ta lấy 30 chia 3 bằng 10. Vậy ta nhân tử cho 10, nhân mẫu cho 10 bằng 20/30. Tiếp tục như vậy, ta có 3/5, thì 30 chia 5 bằng 6. Vậy là 3 nhân 6 phần 5 nhân 6, vậy bằng 18/30. Vậy ta đã chuyển tất cả các phân số này về cùng mẫu chưa ạ? Rồi, ok chưa ạ? Tương tự bài B, bài C, bài D, người ta đã cho mẫu số chung rồi. Thì các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi.